Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Năm ngày sau, một mật thất nào đó ở trong Bạch Xảo Viện. Ơi, mời người các người là người chiến thắng ở trong đại hội so kiếm lần này, đáng chúc mừng. Mỗi một người đều được thưởng một pháp khí đỉnh giai. Lát nữa theo chúng ta đến chỗ của thánh thụ tiếp nhận Ninh Thủy Tẩy Mục. Chúc mừng Đoạn Huỳnh, năm nay thành tích của Lạc Vân Tông có thể nói là tốt nhất là trong mấy năm gần đây. Trong 10 người thì có 4 đệ tử Mộ Phái Ninh. Tôn Hỏa đệ tử này còn lọt vào 3 người đứng đầu, Tôn Hỏa, Đỗ Đồng. Lạc Vân Tông lần này có nhiều đệ tử có tài, cũng có đệ tử có nhiều tiền, thật sự là không tệ. Tiểu tử này thật sự dựa vào ném phù mà vào vòng trong ư? Ơi, đứng cùng hắn thật là xấu hổ. Ây à, ta dễ dàng lắm sao? Diễn đi diễn lại mới có được thứ tự cuối này. Mau nhìn đi, tiểu tử đó hết phù rồi. Không ngờ được tên này lại cố ý thua mình. Đúng lúc đạt được vị trí thứ 10, gian xảo mạnh địch. Cổ kiếm môn là người đứng đầu lần này, phần thưởng là một viên định ninh đan. Ơi, nói đi cũng phải nói lại, còn chả phải là cổ kiếm môn ta đứng đầu. Đúng đấy, đúng đấy, mạnh địch được xưng là cửu linh kiếm thể ở trong tam đại linh kiếm tù, đương nhiên là không tầm thường. Được, nếu chuyến này không thể nào có được phương thuốc định ninh đan, thì lấy định ninh đan của tiểu tử này vậy, dù gì hắn cũng không dùng được. Ồ, Bạch huynh đến rồi, đã chuẩn bị xong bên phía thánh thụ rồi, chúng ta dịch chuyển qua đó đi. Được, tất cả mọi người đi theo chúng ta. Trung tâm của Vân Mộng Sơn, sơn cốc vô danh giữa núi, nơi này quanh năm bị sương mù dày đặc che phủ, duỗi tay ra không thấy rõ lắm ngón tay, cực kỳ ẩm ướt và tăm tối. Thỉnh thoảng có tu sĩ bay qua cũng sẽ không vì tò mò mà dừng lại thăm dò. Tu sĩ họ Việt đến rồi. Hình như quỷ sát quyết của Việt sư huynh có tiến triển không nhỏ, xem ra tu luyện gần thánh thụ, tu vi thật sự là một ngày nghìn dặm. Nếu như người nguyện ý trấn thủ cấm địa 5-60 năm thì tự nhiên là cũng có thể. Chỉ hiềm tính cách không nhẫn nại của sư đệ mà thôi, đừng phí lời nữa. Cấm chế này do mấy vị sư thúc nguyên anh kỳ của tam phái ta cùng thi pháp tạo lên, ta cũng chỉ mở được cấm địa trong chốc lát thôi, các ngươi vẫn nên tranh thủ thời gian đi. Ơi, thì ra là nơi này có cửa, bên trong này chính là chỗ của thánh thụ hay sao? Nơi này hoàn toàn không thể nào thi triển được thần thức. Nhìn cửa lớn này, thiên hiểu phải thêm không biết bao nhiêu cấm chế. Sau khi các ngươi vào chỉ có thể ở bên trong một ngày một đêm, ngày thứ hai phải lập tức ra ngoài, ai dám chạy bừa bãi hậu quả tự gánh, rõ? Bởi vì luyện chế linh thủy xong buộc phải lập tức tẩy mục, vì thế các ngươi mới có cơ hội tiến vào cấm địa của tam phái. Nếu không bình thường, cho dù là ta cũng không thể nào đến được nơi này. Trên gạch cũng toàn là cấm chế, xem ra tam phái thật sự là trấn thủ nghiêm ngặt nơi này rồi. Đến ngươi rồi, tiền bối. Ơi, thật là khó quá. Để thằng này là tiền bối trời. Nam sư thúc, sao ngài lại ở đây? Bán bối bái kiến nam tiền bối. Đáng ghét, không nhìn thấy ta và hô sư chất đang đánh cờ đến lúc then chốt hay sao? Chuyện gì thì cũng chờ ta đánh xong ván cờ này rồi nói. Sao nơi này lại có một nguyên anh não quái? Chỉ có mấy đệ tử giai thấp tẩy mục, không đến nỗi phải cần não quái canh chừng đấy chứ. Cảm giác có chuyện gì. Kỳ nghệ của Lam tiền bối cao siêu, đệ tử không phải là đối thủ, cam bái hạ phòng. Hồ sư chất, chắc không phải là người cố ý nhường ta đấy chứ? Nào dám, là kỳ nghệ của tiền bối quả thực vượt xa trước đây rồi. Xem ra không cọ sát vô ích với mấy cao thủ kỳ nghệ thế tục. Nhô, Bạch sư chất đã lâu không gặp. Người gia nhập cổ kiếm môn mấy năm rồi? Vãn bối gia nhập đã hơn 100 năm rồi. Hơn 100 năm, thật sự làm khó ngươi rồi. Các hạ thân là đệ tử quan môn của các chủ Hạo Nhiên Các chính đạo, lại ở bản môn đã ngần ấy năm rồi. Cổ kiếm môn chúng ta không chứa được đại thần như ngươi, có từng nghĩ đến về thăm lệnh sư hay không? Bạch đạo hữu, ngươi
Những gì Lam tiền bối nói là thật, ngươi vậy mà lại là... Sao lại nòi ra một gian tế rồi? Nếu sư thúc đã điều tra rõ ràng lai lịch của tại hạ, thì phủ nhận cũng vô dụng, có điều tại hạ sẽ không bó tay chịu trói. Không ổn, ngươi làm gì thế? Mạnh địch tiểu, chỉ với ngươi. Vừa rồi xảy ra chuyện gì thế không nhìn rõ, trong chớp mắt vừa rồi não quái đó. Chỉ một kiếm khí giống như là sợi tơ bắn ra từ chân của hắn. Cùng lúc, sợi kiếm khí này nhập vào người cổ gian tế, đối phương đã lật người ngã xuống. Nghe nói kiếm tu cực kỳ cao minh, tu luyện đến một mức độ nhất định thì có thể hóa kiếm thành sợi, có thể một kiếm phá vạn pháp. Bây giờ mình mới được tận mắt nhìn thấy, thật sự không thể nào tưởng tượng nổi. Nhốt hắn ở trong khốn long quật, tạm thời đừng giết, chúng ta còn cần dùng đến. Rõ. Không sao, rồi các ngươi dẫn đệ tử vào tẩy mục đi. Không sao rồi, vẫn còn một người đang đứng đây. Ta muốn chơi nạ ván cờ trước, các người đi đi. Rõ. Thật không ngờ được, Bạch đạo hữu vậy mà lại là... Ây, đúng thế, suýt nữa đã để hắn tiếp cận với thánh thụ rồi, thật là nguy hiểm. Đến rồi, đây chính là thánh quật nơi có thánh thụ, linh khí thuần khiết quá. Nhiều năm không gặp sư đệ, ngươi cũng hơi già rồi. Người này đã là giả anh rồi. Canh trường nghiêm ngặt như này, sao mình có thể tìm được cơ hội đây?